Thảo đang ở ngoài vườn. Bữa nay cây táo tàu bắt đầu ra ra la lá rồi, ra nụ bông rồi. Trước đây á, khi mà cây táo bắt đầu ra lá ra bông, Thảo tưới nước quá chừng luôn, nghĩ là tưới nước cho nó tốt. Nhưng mà khi tưới nhiều quá thì trái không có đậu. Sau đó thì hỏi cái người quen nói đừng có tưới nhiều quá, sẽ phát triển tốt cho cái lá thôi, còn bông sẽ rụng hết, không có đậu trái. Cái Thảo để ý tới khi ra đợt bông nữa, Thảo không có tưới, một tuần tưới có 2 lần à, mà tưới đủ nước cho cái cây thôi thì ra trái rất là nhiều. Sau này mới biết là khi mà táo tàu chuẩn bị ra lá rồi ra trái thì ít tưới nước lại. Chiều hai mẹ con ra hái táo tàu. Táo tàu chín nhiều lắm. Thành quả mâm này chắc cũng được 5 kg. Hái được nhiều không nhỏ, trái bự không? Đang mâm nữa nè, nhỏ đang hái. À, chín đỏ luôn. Nó chín nó đỏ vậy mình không hái thì nó khô lại thành mấy cái trái mà táo tàu khô ta phơ, để mình nấu xong bổ lượng á. Nhỏ hái rụng trái nhỏ trái lớn gì đầy đất. Hái hái trái chín thôi nhỏ ơi, hái trái chín đi con. Hái chín rồi ha, chín nhiều không? Nhỏ thấy thương lắm, thấy cưng lắm, kêu ra giúp mà. Hai mấy trái trên cao quá kêu nó hái. Táo chín rồi, chuẩn bị phơi táo. Năm rồi còn nè, cái cây táo nhỏ nguyên thủy á, trái trái nhỏ nhỏ, cái cây nguyên thủy trái nhỏ, còn cái cây sugar cane nè trái to hơn, hai loại trái. Nhưng mà trái này phơi lâu khô á phải sấy, còn trái nhỏ này hồi năm rồi Thảo để ở trên cây luôn rồi hái vô thôi, để chín trên cây luôn á, khô trên cây luôn, hái vô nè, để hồi năm rồi tới giờ luôn. Nhưng mà để lâu quá nó sẽ mấy cái con sâu nó sẽ ăn, nó đục cái trái, nên để được vài tháng thôi à. Nếu lâu quá thì phải để vô tủ đá, ngăn tủ lạnh á, tủ lạnh nó ngăn mát á cũng được, giữ ở trong đó thì không có sâu đục mấy cái trái để ăn, để dành nấu rất là nhiều món, xăm bổ lượng nè, mấy cái món ăn cần táo tàu nhiều lắm, nấu nước uống cũng tốt nữa. Thảo hay nấu nước uống á, lấy chừng 15 trái, nấu khoảng hơn gần 2 lít nước á, sôi lên là tắt lửa để đó, uống rồi ăn cái trái luôn. Rất rất là tốt cho sức khỏe. Đây là cái nhánh táo tàu, mỗi khi mà mùa đông rụng lá hết rồi tới mùa xuân sẽ mọc ra những cái lá như vậy, và cái bông sẽ mọc ở cái nách lá, mọc ở chỗ này, và mỗi nách lá vậy có một hai cái trái luôn, nếu mà đậu chứ không phải một trái, thì mỗi nách một trái nên cây táo tàu rất là nhiều trái, trái vô số luôn. Nếu mà đậu á thì tưởng tượng coi cây táo nhiều như vậy nè, mỗi nách lá là một trái thì trái nhiều lắm ha. Nên ở bên đây người Việt thích trồng táo tàu lắm. Nếu nhà nào có đất thường có một hai cây táo tàu. Cây này là hiệu Sugar Cane, vừa giòn vừa ngọt, mà như ngọt thanh như mía vậy đó, rất là ngon luôn. Cái giống này rất rất là đặc biệt, có cái
bác quen với gia đình chỉ cho mua. Cái hiệu này rất là ngon. Còn có một cây nữa thì đây bên đây. Cây táo này là cây táo nguyên thủy nè, trái nhỏ 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 nhỏ, chua chua ngọt ngọt. Cây nguyên thủy ra 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 lá sau cây kia. Nhưng mà rất là nhiều trái và chín sớm hơn, trái nhỏ xíu à, bằng ngón tay bự, bằng ngón tay út đến ngón tay cái thôi. Còn trái táo bình thường thì cũng to lắm. Cũng to, to. À, cây sung nè, cây sung ra trái rồi. Trái lớn. Trái táo cũng cỡ như vậy nè. Cỡ bằng trái sung như vậy nè. Cây sung nhiều trái ha. Còn cây táo tàu nhỏ này thì trái nó bằng phân nửa vậy thôi. Có nhiều giống táo lắm, trái bự, trái nhỏ. Nhưng mà cái cây nguyên thủy này Thảo thích nè, tại mấy cây kia là ghép rồi. Mình thường mình ăn cái gì nguyên thủy á thì nó tốt hơn là cái cây đã nhân giống hay ghép, là cho nó có nhiều trái và ngọt. Thảo thích cái cây này lắm, phơi khô rất là tốt. Dưới gốc cây táo Thảo cho đất và mấy cái lá mục á, khi mà mùa thu cái lá rụng Thảo quét, Thảo gom vô cái gốc rồi xong bỏ phân đất lên, phân bò trộn á, bỏ thường xuyên lắm, thường 1-2 tháng là Thảo bỏ cho 2-3 giá nên cây cũng tốt. Tưới nước thì một tuần tưới 3 ngày mùa hè, mùa đông thì có mưa, khi nào không có mưa thì tuần tưới 2 lần, có mưa thì không có tưới. Mấy nhánh nhỏ dưới gốc là Thảo cắt hết, cắt sẽ ra nhiều nhánh mới lắm, Thảo cắt cục hết à, cho cây gọn á. Mùa đông là Thảo cắt, năm sau ra nhánh mới nữa à, nhánh nào dài 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 cắt hết cho nó ôm gọn trong một cái thân tròn tròn vậy đó, dễ dễ hái, tại vì táo này cũng có gai. Thường mùa đông á lá rụng hết, thấy cây nằm yên vậy chứ phải chăm sóc thì mùa sau mới có trái nhiều, cho đất phân nhiều nhiều vô. Có mấy cái loại phân hóa học mà cho cây mạnh lên nữa, nhưng mà xài nó nhiều thì cái cây nó mau mau lão hóa. Thảo hay cho phân thiên nhiên thôi, phân bò trộn với phân gà trộn, cũng mua ở trong Home Depot á. Mùa xuân hoa nở rất là đẹp, cái cây táo nguyên thủy ra lá nhỏ nhỏ, nhìn rất là yếu ớt nhưng mà trái dữ lắm á. Còn cây táo sugarcane thì lá đã nhiều và to rồi. Kế bên có cây cherry đang đậu trái, để Thảo quay nha. Đây cherry. Tại Thảo hứa là chừng nào có trái là quay cho cô chú anh chị và các em coi. Đậu trái nhiều nhưng mà cái này chưa chưa có đậu hết đâu. Có nhiều trái to lên thì nó kết trái, nhiều nhiều trái vậy chứ nó teo lại cái nó rụng. Đây nè, như nguyên chùm này, cái trái này to lên là đậu trái rồi đó. Còn mấy trái nhỏ nhỏ này nhiều khi nó teo lại rồi rụng. Cũng nhiều trái lắm. À, trái cherry nhỏ đó. Giống cái nụ của bông mai á, bông mai vàng á. Trái nhiều lắm. Có nhiều bông ha. Khi nào
táo có trái á, Thảo sẽ quay cho cô chú anh chị và các em coi. Mấy mấy năm kia cũng quay hoài à, mà quay không có rõ lắm. Để năm nay Thảo quay từ lúc nó nhỏ đến nó lớn luôn ha. Cảm ơn cô chú anh chị và các em đã xem video. Hẹn gặp lại.